Dạ em Phúc Kích nói chương trình cùng em Nghĩa xin gửi lời chúc đến quý vị khán giả thân thương trong một ngày nước, lời chúc sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ con chào cô. Cô chào con. Dạ. Phúc Nghĩa. Dạ. Cô hôm nay đến với chương trình Kết nối yêu thương. Con mời cô gửi lời chúc sức khỏe đến quý vị khán giả giúp con hả? Giúp nhất là cô chúc sức khỏe Phúc với Nghĩa được dồi dào sức khỏe để làm cái kênh Kết nối yêu thương cho chị em và chú bác, là nó được có cái tình thương hạnh phúc. Dạ. Và sau đó là cô cũng xin gửi lời chào trên cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước được nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Dạ con thay mặt quý cô chú anh chị cộng đồng xem video cũng là xin chúc cho cô gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ. Và để tiếp nối chương trình, dạ con mời cô giới thiệu về mình. Từ đâu đến, cô tên gì giúp con ạ? Dạ, trước nhất là cô nói với Phúc với Nghĩa là cô từ ở Bình Tân cô tới. Dạ, thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, vâng. Cô năm nay là cô 64 tuổi. Dạ, cô 64 tuổi, dạ. Thì cô hiện tại bây giờ cô đang ở nhà trọ. Dạ, cô tên gì cô ạ? Cô tên Lan. Dạ, cô Lan, cô... hay cho các bác còn gọi cô Lan. Cô Lan, dạ. Dạ, con mời cô. Là cô đang sống ở nhà trọ thì bây giờ có cuộc sống của cô chồng chết. Dạ vâng. Cô cũng có con. Dạ. Nhiều lúc đó cô cũng muốn lên kênh của Phúc Nghĩa lâu lắm rồi, nhưng mà cô cũng ngại. Cô lớn tuổi rồi cô cũng ngại lắm. Nhưng mà nhiều lúc cô cũng suy nghĩ, bây giờ chồng chết, không có con thì bây giờ thì cô mạnh giỏi không nói gì đó con. Thì sợ sau này cô có bệnh hoạn không có người nương tựa. Thì giờ cô cũng lên kinh này á, cô nói với Phúc với Nghĩa là cô không cần gì hết. Bây giờ chỉ có một cái anh nào mà thương cô, hai chú nào thương cô thì cho cô bờ vai nương tựa để mà cô sinh sống. Bây giờ cô nói thật với con á, là cô cũng đi làm ngày nào cô ăn ngày đó, cô đi bằng thuê bằng mướn, chứ cô cũng chẳng có gì hết. Đó, là cô cũng nói thật lòng. Mà chồng cô chết thì cô cũng có cái giấy khai tử rõ ràng. Chứ lên đây rồi cô không có nói láo nói xạo. Thì bây giờ cô nói con nghe, con cô không có con thật nhưng mà cô có cháu, nhưng mà cháu nó đâu có lo cho cô được con, cho nên cô phải tìm một bờ dây. Cô không cần giàu nghèo gì hết, ở nhà trọ cũng được, nhưng mà cái anh đó phải có cái tấm lòng thương cô, lo lắng cho cô sau này cô có một bờ dây nương tựa. Với chủ yếu nhất là cái anh đó đừng có nhậu nhẹt. Ví dụ bây giờ cô nói con á, đàn ông là phải uống rượu. Dạ vâng. Nhưng mà khi có đám tiệc thì vẫn uống á, nhưng mà đừng có mỗi ngày mỗi uống là cô không chịu nổi. Dạ vâng. Nó cô nói như vậy. Thế cô tìm người như vậy thà cô ở vậy sướng hơn, đúng không? Để cô tìm người như vậy đó, thì cô lên đây là cô không có nói đáo nói xạo gì hết. Dạ. Thì bây giờ á, cô nói với Phúc Nghĩa là vậy, nếu mà anh nào hay chú nào thương cô, dạ, thì phải cho một cô, là cô nói thật là cô cần một bờ vai nương tựa đó, chứ cô không cần nghèo giàu gì hết đó, cô không cần, nhưng mà phải biết thương cô, biết lo cho cô đó, để tìm hạnh phúc sau này. Thí dụ mà cô có đau bệnh lo cho cô, mà anh đó có đau bệnh thì cô lo lại, như vậy thôi. Chỉ cần một người á, là đi mua thuốc cho cô uống được, hay là nấu cô miếng cháo. Dạ. Chứ cô không phải lên đây mà cô kiếm đại gia hay cô kiếm Việt Kiều. Cô nói thẳng luôn. Dạ. Cô không cần cái chuyện đó con. Dù mà bây giờ người ta giàu mà tình thương ta không có cũng như không. Cô cần là cần cái tình thương. Tại vì con biết sao, cô mấy năm chồng cô chết nay 3 năm rồi, mà cô suy nghĩ hoài, cô thương chồng cô quá, cô không muốn bước thêm bước nữa. Cô đó cô nói thật. Dạ. Cô không có muốn bước thêm bước nữa. Cho nên á, cô coi kinh hai con á, là cô cũng muốn lên lâu rồi mà cô ngại lắm. Mình còn thương chồng mình quá, mình không có thể làm vậy được. Nhưng mà cô suy nghĩ bây giờ nếu cô làm vậy rồi đau bệnh rồi đi đưa hôn, cô có ai đâu. Con không có, chồng chết. Cô nuôi chồng cô á, là bệnh 3 năm, nằm bệnh viện là hết tiền hết bạc. Cô phải bán cái nhà, bán nhà ở Bình Chánh đó. Cô bán nhà cô phải trả nợ cho người ta. Thì bây giờ cô bước ra thì cô có bàn tay trắng. Dạ. Cô không còn gì hết. Vì bây giờ cô nói con nghe, cái lời hứa của chồng cô á, là khi tôi chết mà tôi trả tiền không được, vợ tôi bán nhà trả, thì cô có thực hiện theo lời hứa của chồng cô. Đó, cô bán nhà cô trả nợ. Thì bây giờ cô lên đây là cô sống nhà trọ, cô lên đây là cô mướn nhà trọ cô ở. Cái đó cô nói thật. Thì cô đi làm ngày nào cô ăn ngày đấy con.
chứ cũng không có dư giả gì đó, cho nên cô suy nghĩ hoài muốn lên kênh của con này. 2 tháng nay rồi cô theo dõi dữ lắm nhưng mà cô không dám lên, nhưng cô ngại mình nghèo quá con, mình nghèo quá biết có anh nào chấp nhận mình hay là không đó, cô cũng có suy nghĩ như vậy. Thì tốt hơn thôi kệ mình đừng có lên đi, lên chứ cũng ngại con đó, cô đó con nói thật chứ hỏi con chứ nhiều khi người ta cũng đâu kiếm những người nào mà nghèo quá người ta về ta nuôi. Cô cũng suy nghĩ vậy biết không, nhưng mà thôi giờ cô cũng suy nghĩ cô lên, cô lên lên cái kênh của con á, cô nói đại luôn nó, cái anh nào hay chú nào có thương cô thì cô chấp nhận nó, nhưng mà đừng vậy, dừng cái vậy hất hủi cô thôi, cô cần cái tình thương thôi con. Tự nhiên giờ cô nói thiệt với con, cô sống có mình cô à, nhiều lắm lúc cô nằm mình cô đi làm về cô nằm mình cô thấy rất là buồn. Không có ai nói chuyện, không ai tâm sự, cô suy nghĩ rất là buồn luôn con, chứ không phải mà cô không biết buồn đâu con, nhưng mà cô phải ráng cắn răng cô chịu. Dạ cô cho con hỏi là từ trước đến giờ là cô sống với ông xã cô, mà cái thời điểm mà ông xã cô chưa qua đời đó là cô với chú không có con luôn à? Không con, 40 năm rồi. Sống 40 năm, 40 năm rồi. Từ lúc ông xã cô á là ổng đi lính á, bị sốt rét rừng á. Cái ổng uống thuốc quá nhiều vô sinh nên không có đậu con được. Đó. Cái đó cô nói thiệt, nhưng mà lúc đó ông xã cô á là ổng cũng sợ cô bỏ nha con. Nhưng mà cô nói thôi có con cũng vậy, ổng có cũng vậy. Cần cái tình thương. Cô nói cần cái tình thương. Cho nên đó cô nói thiệt với con, cô ở 40 năm rồi, cô với chú cũng không có mít lòng, mà không có đánh lộn, không có gì hết. Cô biết chiều chú biết chiều cô. Anh nói gì ra thì cái khi mà cô nóng cô nói ra thì chú nhịn cho bỏ cho đi. Đó. Rồi xong thôi về người nào cũng như người nấy. Cô có chia sẻ với anh em con là cô xem chương trình cũng mấy tháng qua rồi, nhưng mà cô lúc đó là cô không có đủ can đảm để lên chương trình Kết Nối Yêu Thương. Đúng rồi con. Thì cô có thể chia sẻ giúp giùm con và gửi đến quý khán giả là cái động lực nào mà khi mà thời điểm đầu tiên cô xem chương trình mà cô có cảm nghĩ là cô không mạnh dạn bước lên chương trình, mà những ngày gần đây để ngày hôm nay cô bước lên chương trình là cái cảm động lực nào, cảm nghĩ như thế nào cô sẽ chia sẻ gửi đến quý vị khán giả giúp con ạ. Thì cô cũng nói với Phúc Nghĩa và trên cộng đồng mạng như thế này. Cô thì nói chung là cô coi lâu lắm, theo cái kênh của Phúc Nghĩa lâu lắm rồi, nhưng mà cô không can đảm tới. Nhưng ngày này, ngày nào cho coi, cô cũng thấy là Phúc với Nghĩa là khuyến khích chị em cô chú cứ việc mạnh dạn lên để mình tìm cái hạnh phúc của mình. Cho nên cô suy nghĩ như vậy, cô cũng bạo gan cô lên đảm hay cô ha, can đảm cô. Dạ con cũng thưa với cô lại vậy, qua video hôm nay con cũng thưa và nhắn gửi đến quý cô chú anh chị, đôi khi á cô mình cảm thấy cô đơn là những cái thời điểm như thế này nè, khi mình không may mà không được hạnh phúc bên người chồng hoặc người vợ thì cái thời điểm đó tuổi còn trẻ thì bậc phụ huynh, cha hay mẹ gì cũng tập trung vô hết để là chăm sóc cho các con nên người. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian dài, ngày qua ngày, năm tháng trôi qua thì con mình trưởng thành, cưới vợ, gả chồng, thì con cái mỗi người một nơi. Thì lúc đó cái bổn phận người làm cha và người làm mẹ cảm thấy một mình trong cái ngôi nhà lạnh lẽo, tại con có chồng, có vợ, ga tư, ga riêng rồi. Thì con cái cảm nhận được là cái tuổi lớn của cô chú anh chị đó, càng những cái buổi cơm gia đình có chồng có vợ ngồi bên cạnh, thì cái buổi cơm mình trong suốt cái năm dài không có cái tình thương, nên là thiếu đi cái tình thương mà cô chú anh chị định bước lên cái chương trình Kết Nối Yêu Thương, cảm nhận cho mình cái tuổi lớn, cái e ngại sợ là con cháu người thân dự nghị này kia. Nên là qua chương trình ngày hôm nay con cũng mong là quý vị khán giả và gia đình những cô chú thân mến cũng động viên cho gia đình mình, ba mẹ mình, người thân của mình mạnh dạn để bước lên chương trình, để tìm lại cái mảnh ghép yêu thương. Ở cái mảnh ghép đó để làm gì? Để về vun đắp lại cái tình yêu thương. Và trong những cái tháng năm dài ba mẹ mình chăm sóc mình nên người, rồi cưới vợ gả chồng, ba mẹ phải ở một mình đó, nên là gia đình đã gãy gánh không được hạnh phúc, thì nên động viên cô chú anh chị để mạnh dạn bước lên chương trình Kết Nối Yêu Thương, để tìm lại cái mảnh ghép mình bù đắp lại những cái tháng năm ngày dài mà không được hạnh phúc, không được cái ấm áp bên gia đình chồng con đó cô. Nên là con khuyên cô chú anh chị cứ mạnh dạn, và gia đình của mình cũng nên động viên gia đình người thân của mình. Nếu là con, thật sự nếu là con, ví dụ con có một người thân mà không còn được hạnh phúc mà cái tuổi đã lớn rồi, thì con sẽ động viên anh chị hoặc là cô chú bác có thể đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương để mình tìm lại cái mảnh ghép cho mình, để bù đắp đi những cái tháng năm ngày dài mà thiếu đi cái tình thương người chồng, người vợ.
Đó là những gì con mong đợi, nên cô chú anh chị cứ mạnh dạn. Và cũng thưa đến quý vị thân mến là gì, anh em con các cô làm việc cầu nối chương trình kết nối yêu thương để mang lại một cái sân chơi cũng như thế này, làm việc cầu nối để đăng thông tin lan tỏa để gỡ đến quý vị thân mến, giống như là cô có cái nguyện vọng bước thêm bước nữa đi tìm một cái chú để về vun đắp tình yêu thương, hoặc là một cái chú nào đó muốn tìm cái tình yêu thương khi mình bị gãy gánh tìm một thêm một bước nữa, thì hãy mạnh dạn đến với chương trình anh em chúng con, hoàn toàn miễn phí, không nhận một cái khoản quà cáp hay là một cái tài chính nào. Đó là cái tâm của anh em con làm việc đã hợp mặt với nhau trước khi mở ra chương trình kết nối yêu thương, là anh em với con đã thống nhất về cái việc đó. Dạ cô ơi, thì hôm nay cô đến với chương trình thì con cũng đại diện anh em trong nhóm xin cũng cầu chúc phúc cho cô một ngày sớm nhất mình tìm được cái bờ vai vững chắc để bù đắp lại cho cô những cái tháng năm ngày dài. Như về cái hoàn cảnh của cô á, là theo con được biết là gì nè, chồng cô qua đời, ví dụ đi mình không được hạnh phúc bên chồng con, nhưng mà có con thì một đỡ đi một cái phần nào mà cái nỗi buồn. Như cô bây giờ chồng qua đời, con thì không có, nên cái lạnh lẽo và cái trống vắng trong một cái gia đình, thiếu đi bóng dáng người chồng, thiếu đi bóng dáng người con, những cái buổi cơm hay là những lúc chở gió chở trời, những căn bệnh mà để bên cạnh cô, thì lúc đó con nghĩ là cái nỗi mà cô đơn lạnh lẽo chắc không thể nào mà cầm được những giọt nước mắt hay cô ha. Cô nói thiệt với Phúc Nghĩa, dạ. nhiều khi đêm á cô cũng nằm cô khóc hoài cô. Dạ. Cô nằm cô suy nghĩ cô khóc hoài. Tại sao cái số phận mình phải ra như vậy? Cô suy nghĩ dữ lắm cô. Nhưng mà cái gì lời phiên của hai con á, cô mới mạnh dạn cô tới. Chứ cô nói thiệt cái cô cũng nhát lên với kinh lắm. Cô sợ lắm, cô nhát cô không dám lên. Nhưng mà hai đứa con động viên cho nên cô mới dạn để mà đi đến đây. Nói thiệt với con luôn á, cô xin nghỉ một bữa đặng một cô đi á, ngày chủ nhật á cô xin nghỉ. Dạ dạ cô chia sẻ giúp mình con, nhắc lại giùm con là cái công việc của mình hiện tại giờ là mình làm ở trường thành phố Hồ Chí Minh, làm hiện, gì hết cô? Hiện tại giờ cô đi làm á, con làm thuê cho người ta đó. Dạ. Phụ bán cơm á cô. Dạ. Phụ bán cơm bán đồ, ai kêu cô làm gì cô làm nấy. Ổn định đó cô hả? Đặng có cái đồng tiền để mà cô xây chợ, để mà cô trả tiền nhà trọ. Dạ. Nhà trọ chứ tiền điện nước là tháng 2 triệu rồi. Dạ đúng rồi, thành phố mà. 2 triệu rồi, giờ tiền cô ăn xài mỗi ngày. Nhưng mà cô nói thật với con hà tiện lắm. Cô về mua đồ nó nấu cơm, cô ăn mình cô. Cô không ăn cơm tiệm, cô không đi ra quán. Nhiều lúc á, là có mấy cái chị ở chợ cái bên á, nói cô sao không ra quán đi chơi cho vui, đừng kiếm bạn. Mà cô nói thật với con á, cô không có đi đâu hết á. Đi làm về cô tui thủi nằm trong phòng trọ mình cô, nấu ăn cũng mình cô. Dạ. Chứ bây giờ nói con á, mày đi kiếm một cái hạnh phúc mới á, đi tìm ở ngoài là cô không dám tìm. Cô nói thật, cô không dám tìm đâu. Thà cô lên kênh cho chắc ăn hơn, không gặp nói láo nói xạo. Chứ nhiều khi ở ngoài đời xạo nè, nói dốc nói láo dữ lắm con. Dạ. Con cũng thưa với cô là gì, anh em con làm mà cái chương trình kết nối yêu thương không phải mà đến đây là sẽ là không được hạnh phúc, không phải mà đến đây là cái hạnh phúc phải to lớn hay là như thế nào. Con cũng xin phép cô và chia sẻ gửi đến quý vị thân mến, anh em con chỉ là một cái người làm cái chương trình để kết nối yêu thương, làm một cái sân chơi để cái thông tin được lan tỏa khi đăng cái đoạn video, để quý cô chú anh chị cũng như cô là cần tìm một cái mảnh ghép, hay là chú nào cần tìm mảnh ghép thì xem trên kênh để biết được, có cái thông tin để tìm hiểu với nhau. Còn mà để mà tìm hiểu với nhau đó cô, mà hạnh phúc hay không là do hai người. Đúng rồi, đúng rồi. Tại vì tụi con chỉ là cung cấp cái thông tin thôi, còn tìm hiểu và yêu nhau thật lòng hay không, hạnh phúc hay không là do hai trái tim của cô chú phải cùng với nhau một chí hướng và một nhịp đập. Nên là con không có dám hứa là đến sẽ được ý muốn của mình. Cũng phải nếu mà nhiên. Được muốn trọn vẹn thì con cũng muốn, và tất cả anh em con cũng muốn hay cơ ha. Cái đó cũng tự tự nhiên con đây. Dạ. Ví dụ giờ người ta thích mình không thích người ta. Ở khi mình thích người ta không thích mình. Đó. Thì phải hợp duyên, tự duyên mới được. Dạ. Chứ không ai lên đây mà nói mà có được hết. Đó, con cũng dạ. biết vậy. Dạ. Thì bây giờ con nói thiệt con á là bây giờ để tự duyên đi. Chứ giờ dạ. con nói chọn thì con không dám chọn ai. Dạ. Đó. Dạ. Cô cũng không dám chọn ai hết. Dạ. Nó thì giờ lên kênh này á, mấy anh hay mấy chú gì á thấy cô như vậy á, muốn dạ. kết nối với cô á, thì kết nối. Còn mấy thôi chứ thì con cứ việc để vậy đi. Dạ. Con cũng thưa với cô vậy. Để con xin phép con tiếp nối câu chuyện và gửi đến cô và quý vị thân mến xem kênh.
mới những ngày gần đây là sau khi mà anh em con chia sẻ câu chuyện kết nối yêu thương thì anh em con nhận được rất nhiều cuộc gọi từ phía doanh nghiệp để hợp tác và tài trợ cái chương trình kết nối yêu thương để con gửi đến quý vị thân mến. Thì con và Nghĩa sẽ sắp xếp một cái buổi để giao lưu cùng với một số bên đơn vị và doanh nghiệp để tài trợ chương trình kết nối yêu thương là cũng như thế này. Quý cô chú anh chị nào mà ví dụ là đầu tháng hay là cuối tháng theo cái thỏa thuận của bên doanh nghiệp và anh em con thì bên con sẽ ký hợp đồng với bên doanh nghiệp để tài trợ cho những cái cặp nào mà cưới đầu tháng, tổ chức đám cưới đầu tháng thì sẽ được bên doanh nghiệp tổ chức và tài trợ cho cái phần tiệc cưới của đơn tiệc cưới một phần nào. Ngoài ra được tổ chức được bên doanh nghiệp tài trợ bên con và Nghĩa sẽ hỗ trợ cho bà con có vị trí mặt bằng cũng như tại văn phòng kết nối yêu thương. Với cái diện tích mặt bằng kết nối yêu thương của con ở đây là diện tích hơn 300 m, ở phía trước này là 100 mấy, phía sau không còn nữa. Thì trong quá trình là anh em con đang tu sửa lại để cho nó khang trang hơn, làm một cái chương trình văn phòng kết nối yêu thương, và ngoài ra sẽ làm một cái tụ điểm để cho quý vị nào mà có nhu cầu tổ chức tiệc cưới tại văn phòng kết nối yêu thương chúng con để có bàn, để có vị trí cho cô chú anh chị tổ chức. Ngoài ra doanh nghiệp sẽ tổ chức cái việc tiệc cưới thì con sẽ thông báo video tiếp theo. Và cũng còn rất nhiều doanh nghiệp khác đang liên lạc với anh em chúng con để tài trợ thêm những phần quà cũng như là khi cô chú anh chị đến đây kết nối yêu thương. Ngoài cái việc kết nối yêu thương sẽ được là chúc mừng cho cô chú anh chị, động viên cho cô chú anh chị đến với nhau tổ chức tiệc cưới. Sau đó thì cô chú anh chị còn được nhận những cái phần quà này là từ phía doanh nghiệp, nhưng mà hiện nay là doanh nghiệp đang chuẩn bị ký hợp đồng với bên con nên là con chưa có tiết lộ được cái thông tin là gồm bao nhiêu doanh nghiệp và doanh nghiệp tên gì. Ngay sau khi con và Nghĩa sẽ ký hợp đồng bên doanh nghiệp để về với chương trình tài trợ kết nối yêu thương đến quý cô chú anh chị đến đây, thì con sẽ đọc tên từng doanh nghiệp và đơn vị doanh nghiệp ai là người tài trợ và giám đốc doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp bên đơn vị tài trợ chương trình kết nối yêu thương là ai. Thì lúc đó con sẽ thông báo trực tiếp trên kênh truyền thông của anh em đưa tin hàng ngày. Nên là cô chú anh chị cứ mạnh dạn. Cũng như những ngày gần đây cô có xem những cái đoạn video đó, cũng có một vị khán giả và những doanh nghiệp cũng như là tài trợ một phần nào cho cô chú anh chị ở dưới quê lên tài trợ tiền xe. Thì cái video đó con và Nghĩa cũng đăng rồi, cũng như là video chị Thắm cũng được tài trợ 100 đô cũng từ phía bên quý vị khán giả thân mến đó tài trợ. Thì anh em con chỉ là cái người nhịp cầu nói thôi, hai cầu ha. Nên là cô chú anh chị cứ mạnh dạn lên. Qua cái chương trình ngày hôm nay, cô có cái lời gì chia sẻ? Tại vì hiện tại giờ là cô đang có mặt ở chương trình kết nối yêu thương, thì cái cảm nhận của cô chia sẻ, và cô có lời gì động viên đến quý vị thân mến và quý cô chú anh chị đang có cái cảm nghĩ đến với chương trình mà cảm ngại giống như cô lúc đầu vậy đó cô? Cô có lời gì động viên để cô chú mạnh dạn bước lên chương trình và các bạn tuổi trẻ? Thì trong cái chương trình kết nối yêu thương này của Phúc Nghĩa, và xin dưới trên với cộng đồng mạng, anh em nào, chị em nào có lớn tuổi theo như tôi nè, tôi cũng ngại lắm đó, nhưng mà ngày nay tôi cũng đã bước lên đây rồi, thì anh chị chú bác gì đó cũng đừng có ngại, mình cứ việc bước lên đi, đặng mình tìm một nửa đời của mình ghép lại, chứ giờ mình nằm thinh hoài đâu có ai biết. Dạ. Đúng không, mình phải bước lên, cho nên mà chương trình này mới biết đó. Như vậy đó thì giờ mạnh dạn lên anh chị ha, các chị em nào đó cứ việc bước lên đi. Trời, tôi sáu mấy tuổi tôi còn ngại nè mà. Bây giờ tôi cũng vẫn bước lên ha. Thì anh chị cũng đừng có ngại gì hết, đặng mình tìm một nửa yêu thương của mình. Dạ. Đó. Dạ cảm ơn cô. Chính vì cái chỗ ngại đó cô, chính vì cái chỗ ngại mà ngày qua ngày mình lớn tuổi rồi mình làm cho mình cái nỗi cô đơn và tự mình phải gánh vác. Đó, nên một lần nữa trước khi con kết thúc video, cũng xin cầu chúc cô một ngày sớm nhất tìm được một ý chung nhân hợp tình hợp tính với mình, về cùng một mái nhà, cùng một trái tim, một nhịp đập để cùng nhau xây một cái tổ ấm bờ vai hạnh phúc cô ha. Cô cũng cảm ơn con với Nghĩa. Dạ. Dạ, video đến đây một lần nữa em Phúc và Nghĩa xin gửi lời kính chúc đến quý vị khán giả thân thương lời chúc sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và quý vị khán giả thân mến, cô chú anh chị xem video cũng đừng quên bấm cho anh em xin một lượt like, đăng ký, chia sẻ. Dạ thưa đến quý vị thân mến, cái like, đăng ký, chia sẻ này cô chú anh chị làm cho anh em làm chương trình có thêm nguồn động lực, và cũng là cùng chung tay để cái video được lan tỏa, để cô chú anh chị đến đây kết nối yêu thương. Khi mà cô chú anh chị bấm một like, đăng ký thì YouTube nó sẽ đề xuất cái kênh của mình được lan tỏa, nhiều quý vị khán giả biết đến.
khi chia sẻ cái đoạn video mà như cô vậy nè, con chia sẻ cái đoạn video cô mà có một vị khán giả nào đó xem chương trình bấm cho con một like đăng ký, thì cái video đó nhiều khán giả được đón nhận biết đến, thì biết đâu trong cái khán giả đó là có một cái chú nào hay là một cái chị nào đó hợp tình hợp tính với cái câu chuyện mình đang kết nối yêu thương, thì mình được cái bờ vai hạnh phúc. Đó là một cách mà quý vị khán giả giúp cho cô chú anh chị có được cái tình yêu vững chắc. Dạ em xin chào và hẹn gặp lại quý vị video tiếp theo.